Đại sứ Vũ Hồng Nam nhấn mạnh những đóng góp của ngài đại sứ đặc biệt Việt Nhật Nhật Việt Sugi đã mang lại những kết quả vô cùng to lớn. Ví dụ là 152 trẻ em mồ côi được ngài Sugi trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Trường Nhật ngữ núi trúc Sugi Ryotaro và những buổi hòa nhạc công phu đặc sắc kết nối con tim hai dân tộc Việt Nhật.